Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thiện vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thống Nhất tổ chức bàn giao máy ấm tình thương cho hộ bà Thị Liên, 48 tuổi, ngụ ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, người dân tập chơi ro, khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 40 m2 trị giá căn nhà 90 triệu đồng, trong đó câu lạc bộ nữ doanh nhân Đồng Nai hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thiện hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp thêm. Dịp này đơn vị tài trợ các ngành đoàn thể xã cũng trao tặng nhiều phần quà cho gia đình bà Thị Liên. Được biết từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ nữ doanh nhân Đồng Nai hỗ trợ đã trao tặng 9 máy ấm tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.